Hello, xin chào bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Hôm nay thì em sẽ gửi đến cho bác một mẫu phiên bản đến từ nhà Orenstar. Đợt này thì em làm khá là nhiều Orenstar, tại vì Orenstar là một trong những cái thương hiệu mà em vô cùng thích. Seiko nó cũng là một trong những thương hiệu cực kỳ lớn đến từ Nhật Bản và nó thuộc top đầu. Đấy, nhưng mà Orenstar chúng ta cũng không thể kể không không thể nhắc tới dòng Orenstar được, tại vì nó đang làm rất là tốt về những cái mẫu thiết kế này. Kể cả những cái mẫu thiết kế lẫn những cái chi tiết máy, rồi phải gọi là tầm giá của nó nữa, nó cũng không kém cạnh gì với những dòng Seiko đâu. Cho nên là em đợt này em cực kỳ thích những dòng Orenstar như thế này, cho nên là em muốn gửi đến cho bác những dòng Orenstar đến từ nhà anh em. Con này là một con phiên bản Orenstar, và nó sẽ là, nếu như mà các bác đoán ha, thì nhìn cái hộp dài này thì các bác sẽ đoán rằng là con này là phiên bản gì. Phiên bản này là phiên bản dây da. Đấy, một con phiên bản dây da và sẽ phù hợp với hầu hết những anh em công sở văn phòng là nhiều hơn. Đấy, còn nếu như các bác thích thì các bác có thể mua để sưu tầm, không vấn đề gì cả. Trước khi vào video, các bác đừng tiếc cho em xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những con đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Con này thì nó sẽ đi kèm ở đây chính là hộp sổ đầy đủ ha. Đấy, mới 100% hộp sổ đầy đủ cho các bác. Nó sẽ có những cái thứ tiếng để cho các bác có thể đọc. Đấy, đó, nó có sẽ nhiều thứ tiếng để cho các bác có thể đọc được ở trên cái chiếc đồng hồ này. Con này thì là một trong những phiên bản Orenstar bản Nhật nội địa. Đấy, bản Nhật nội địa ha. Nó còn mới nguyên 100%. Con này thì em bán rồi, nhưng mà em lấy về để em review cho các bác. Đấy, con này là một con phiên bản Nhật nội địa. Các bác nào lấy thì em vẫn còn hàng ha. Các bác nào lấy em vẫn còn hàng để gửi đến cho các bác. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến cái mẫu thiết kế. Đầu tiên là một cái mặt dial màu xám. Màu xám này người ta hay gọi là màu xám lông chuột hoặc là màu xám khói. Và nó thiết kế, nó mang trong mình thiết kế 3 kim. Đấy, 3 kim và một cái kim báo tích có năng lượng ở hướng 12 giờ. Cái dòng Orenstar này thì chắc hẳn các bác cũng không còn quá xa lạ với cái dòng này rồi. Đấy, và nó sẽ có một cái ô cửa sổ tim ở hướng góc 9 giờ như các bác đã thấy. Và đặc biệt hơn, cái dòng xám khói này ấy, dòng Orenstar mà dây da xám khói này ấy, thì nó lại thiết kế trong mình một cái chi tiết vô cùng mới lạ. Mà em phải gọi rằng là nó thêm cái chi tiết này vào thì nó cũng vô cùng hợp lý về những cái dòng Orenstar này. Tại vì sao mà các bác có thể thấy rằng là con này nó có một cái điểm mới lạ ha. Đầu tiên là về cái mặt dial của nó. Nó là màu xám. Màu xám lông chuột nhá. Mà rất là ít khi mà chúng ta có thể thấy rằng là Orenstar nó mang cho mình một cái mặt màu xám lông chuột. Thông thường thì nó sẽ mang cho mình một cái mặt màu trắng, một cái mặt màu xanh dương, hoặc là nó hiếm hiếm thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt dial màu xanh ngọc lục bảo. Đấy, xanh ngọc lục bảo. Chứ ít khi mà những dòng Orenstar mà nó lại mang cho mình một cái dòng cái mặt dial màu xám lắm. Đấy, và cái tầm giá của nó cũng không hề rẻ để các bác chơi đâu nhá. Dòng Orenstar này, mặt xám lông chuột này, và nó được thiết kế những cái chi tiết như kim cọc, giờ của nó. Đấy, là nó đều được mạ vàng hồng PVD hết. Đấy, màu vàng hồng Rogon ấy. Và cái con này thì nó sẽ thiết kế 3 kim như dòng những dòng Orenstar khác. Thì thiết kế 3 kim. Đấy, và một cái kim báo tích có năng lượng ở hướng 12 giờ, một cái ô cửa sổ tim open heart ở hướng góc 9 giờ, và có chi tiết điểm nhấn của nó chính là hai cái giờ La Mã, được đánh dấu là hai cái giờ La Mã ở hướng góc 12 giờ và 6 giờ. Còn lại thì kim cọc giờ kẻ vạch. Ở trên thân kim giờ và kim phút nó cũng sẽ có một chút dạ quang, và cả các múi giờ chính nó đều có dạ quang ở trên đỉnh đầu. Và cái con này thì em phải gọi rằng là cái màu này vô cùng là đẹp. Vàng hồng Rogon. Nó được trang bị trong mình một cái bộ dây da dập vân K6 màu đen vô cùng đẹp như thế này. Đấy, một bộ dây da dập vân K6. Và cái con này thì nó được trang bị trong mình một cái mặt dial. Em phải gọi rằng là em chỉ biết, khi mà em lấy hàng về cho anh này ấy, thì em chỉ biết nói rằng là
nó quá đẹp về cái mặt idol này, và nó thêm cái chi tiết màu vàng vàng hồng Rogol phải gọi là vô cùng là đỉnh, tại vì nó vô cùng hợp với cái màu xám khói này luôn ấy. Cái màu vàng hồng Rogol này thì em cũng không nghĩ rằng là nó sẽ cho thiết kế màu vàng hồng nào đâu. Đấy, chỉ khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta mới thấy rằng là những cái mẫu thiết kế của nhà Orenstar nó cũng đang phải gọi là cực kỳ tinh tế và vô cùng tinh xảo. Rất là chuộng mắt người 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 chơi luôn ấy. Cho nên là phải gọi rằng là nó cũng không kém cạnh gì Seiko hoặc là những dòng Citizen cả. Đấy, nó cũng không kém cạnh gì về những cái con sản phẩm đời cao của Seiko cả. Cho nên là những cái dòng mà Orenstar này thì chúng ta cũng phải cân nhắc khá là nhiều ấy. Khi mà chúng ta đã động tới đời cao của dòng Orenstar thì chúng ta cũng phải gọi thốt lên một từ là phải gọi là quá đẹp. Đấy, con này thì nó sẽ có một cái logo thương hiệu đến từ Orenstar ở hướng góc 6 giờ, và nó cũng sẽ có cái ký hiệu Orenstar chữ S, và nó cũng được mạ hàng mạ vàng Rogol màu vàng hồng. Con này thì nó sẽ có một cái phiên bản Japan Nhật nội địa ở hướng góc 6 giờ check sang bên tay trái của các bác. Nó được trang bị trong mình một cái cỗ máy là F6R4, một cỗ máy cũng vô cùng khủng đến từ nhà Orenstar. Con này thì nó sẽ tích cót tầm 50 giờ cho các bác. Nó có báo kim năng lượng tích cót cho các bác này. Và nó được trang bị trong mình một mặt kính sapphire nguyên khối, chống xước gần như là tuyệt đối. Con này thì nó sẽ có chi tiết phay bóng ở viền bezel bên ngoài, và nó sẽ có phay xước ở càng lắc tua lắc như các bác đã thấy. Còn về cái núng chỉnh của con này thì vô cùng đặc trưng đến từ nhà Orenstar rồi. Một cái núng chỉnh bánh răng, và nó sẽ có chi tiết phay xước. Đấy, có dập logo thương hiệu đến từ nhà Orenstar, và nó sẽ có lên cót tay cho các bác này, tích cót tầm 50 giờ cho các bác ha. Đấy, lên cót tay này. Đó, cực kỳ là ngon. Đấy, chúng ta cứ lên cót tay tầm 50 giờ, chúng ta đeo thoải mái. Vừa nó đeo thì nó sẽ có tích cót cho các bác. Đấy, vừa có tích cót tự động mà vừa có lên cót tay luôn, cực kỳ là tiện. Con này thì nếu em đoán không nhầm, size mặt của nó là size bố 39. Đấy, 39.3, hầu như những cái dòng Orenstar kể cả dây kim loại nó cũng tầm 39.3. Nó cực kỳ hợp với cổ tay của đại đa số anh em Việt Nam chúng ta. Nó rơi vào đâu đấy tầm cổ tay anh em tầm 15 chấm rưỡi hoặc là 16 trở lên. Đeo cực kỳ hợp với những con phiên bản như thế này. Đấy, cực kỳ đẹp ha. Đó. Đây, đối với cổ tay của em đây. Và cái con này được trang bị trong mình một cái bộ dây da dập vân cá sấu, và nó sẽ có một cái mã hiệu của nó là REAT0007L. Con này thì nó sẽ có một cái khóa khóa bấm chống gập gãy dây đến từ nhà Orenstar. Cái khóa phải gọi là vô cùng cải tiến. Đó, hầu như là nó sẽ rất là nhiều 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 bên nó cải tiến về cái khóa này rồi. Người ta không dùng khóa xiên nữa mà người ta dùng những cái máy đời cao thì nó người ta hay dùng cái khóa này. Đấy, và ở phía mặt sau của nó ở đây thì nó sẽ có cái gì? Ở phía mặt sau thì nó sẽ có một cái chi tiết thở máy, có cái logo thương hiệu Orenstar được mạ vàng. Đó. Cái chữ nó được mạ vàng ha. Ở đây là phiên bản Japan này. Đấy, Japan bản Nhật địa, Made in Japan F6R4, số series Water System đến đến 13, Stainless Steel theo chuyên dụng chống gỉ và Sapphire Crystal Epson máy mới cực kỳ đẹp với một con phiên bản mặt màu xám khói này. Mức giá hiện tại em đang để và giao lưu với các bác với một cái con này, phiên bản này giá của nó chỉ có là 8 triệu 200 nghìn đồng thôi cho một con phiên bản Orenstar này. Đấy, các bác nào quan tâm về cái mẫu này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số online. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Đừng tiếc cho em xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những con đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.